đi thang máy được đúng không ta? Chị Linh ơi, sang bên này. Vào đi, con vào với anh đi, nhanh nhanh.
Ok. Vẫy tay cho con cái đi ạ. Cả nhà vẫy tay cái kia. Chà. Rồi mình sẽ bắt chính cái này luôn. Thôi cả nhà đẹp nhá. 1 2 3. Cái. Không mình sang bắt chính cái này luôn. Rồi đây thì lên đây cho em. Vòng vòng. Cho xin cái nữa cả nhà cứ khuyên này. Rồi cái này cận nhá. Rồi. Tôi nhá. Đây bây giờ sức của cái này đi. Dạ vâng. Dạ từ từ. Rồi lên cho con này. Chú cầm cho con chim cao lên một xíu đẹp nào. Đẹp rồi. Hai đứa. Ok nào, cảm ơn. Chị quay xin, chị quay xin. Thì cứ quay được check làm tin được nhiều nào. Của đạo diễn Minh Quang đã chủ chức Trần Thanh Thao, Galaxy Studio, Galaxy cùng với Kim Entertainment, và được phát hành bởi Galaxy Studio. Em ơi, quý vị hãy lưu ý thuộc mốc thời gian quan trọng của bộ phim và có thể mời người thân của chúng ta cùng xem bộ phim này. Xong đứng giữ im để cho em nhé. Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn và nữ diễn viên Bác Sĩ. Cho mình nhỏ rồi. Cho nhỏ rồi. Nhà sản xuất, diễn viên Trần Thành, đồng sản xuất bộ phim Đất Rừng Phương Nam. Rồi, cái này nhìn em ạ. Mọi người. Chào mừng ba diễn viên nhí của Trần Thành. Diễn viên nhí Hảo Khan trong vai bé An, diễn viên nhí Bảo Ngọc trong vai bé Sinh, cùng với các anh chị nghệ sĩ, diễn viên Tuấn Trần trong vai Bốc Lục Lâm, diễn viên Tiến Thuận trong vai Phong Điều, diễn viên Hứa Vĩ Văn trong vai Phạm Giáo Bảy, diễn viên Bác Sĩ trong vai Phong Mắm, và nhà sản xuất diễn viên Trấn Thành cũng là nhân vật Bác Ba Phi của bản này. Hiện diện tại khu vực thảm đỏ là gia đình của nhà văn Đoàn Giỏi, tác giả tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam. Xin quý vị cùng nhìn lên trong. Xin cảm ơn.
ăn kín rồi. Đây ạ, à, đây ạ, à, đây ạ. Đây. Đó, cả nhà nhìn đó. Em đang quay á, dạ dạ. Thôi cả nhà vào đi luôn nhé. Tinh thần yêu nước, tất cả mọi người đều có hộ sĩ ở đây với những cái khung hình rất là đẹp. Rồi hãy đến giảm xem phim và được thưởng thức.
tất cả những điều tuyệt vời đó. Với chị thì cái điều gì khiến chị ấn tượng nhất thì rất là Phương Nam về cảnh quan hay là về nhân vật, về nhân viên hay một cái hình ảnh là đấy, bởi vì là vẫn thật đi lên đi có thể nhớ chọn máy không chụp nữa, mọi người xuống giúp em. Cả nhà nhìn em luôn rồi. Bỏ dấu cuối đó. Chơi, chơi nè. Thôi đẹp nhá, nhìn em luôn ạ. Anh Thành với anh Tuấn nhìn thấy không cả luôn ạ? Tên trên luôn. Đến gặp với một cái tâm lý là họ rất là sẵn sàng cho mọi thứ ấy. Cho nên là khi mình đến mình thấy ai cũng nở nụ cười trên mặt hết. Cho nên là mình nghĩ là khi mà người ta đã đến gặp với cái tâm trạng hân hoan như vậy rồi thì cái cách đón nhận một bộ phim sẽ rất là dễ thương. Và chúc cho cái bộ phim này sẽ gây được thiện cảm với khán giả tại thủ đô ạ. Anh nghĩ thế nào khi mà mình cũng là một người cùng phải thực hiện lần này á? Cái điều gì mà mình muốn nhắn nhủ với khán giả khi mà đến với đất nước Phương Nam hả? Trong bộ phim này rất là chỉ là đoàn sản xuất thôi. Nhưng mà tất cả là công của anh Nguyễn Quang Dũng, là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Nhưng mà Thành vẫn đi mọi cách để mình đóng góp hết tất cả những sức lực của mình có thể. Từ khâu chỉ đạo diễn xuất rồi những phim rồi làm những nhạc này nữa. Nói chung là cũng tìm mọi cách để mình làm sao được tốt nhất có thể. Và quý vị hãy yêu thương một phim giống như là cái cách đó quý vị đã từng yêu thương Búa Già hay Nhà Bà Nữ. Thì nói chung đến đẹp càng đau càng vui. Bởi vì nếu như bộ phim này mà được chiến thắng thì nó giống như là một cái trận để làm cho thị trường sôi nổi trở lại sau rất là nhiều tháng. Và quý vị thấy là điện ảnh đang rất là trong một cái tình trạng là nó đang tụt dốc ở những tháng vừa qua tại rạp. Thì hy vọng là mọi người hãy đến đây cứu lấy rạp, cứu lấy điện ảnh của chúng ta, hãy thương yêu những cái bộ phim mà chúng tôi đã cố gắng làm hết sức thật là chỉnh chu, thật là đầu tư để mang đến cho quý vị những cái phút giây thư giãn thật là thoải mái. Thì hy vọng quý vị ủng hộ ạ. Anh so sánh một chút về doanh thu của mình mình có hy vọng là vượt quá càng không hay là nhiều hơn không? Càng vượt càng tốt, anh chả có vấn đề gì, mình vượt càng tốt. Kỷ lục là được sinh ra để phá vỡ, cho nên là nếu như phim này mình được vượt được nó thì em quá tuyệt vời, đó là hạnh phúc của em. Dạ, nói chung là với cương vị là một nhà đồng đầu tư thì rất là cảm thấy là rất là hạnh phúc, bởi vì mình được có mặt trong một cái dự án đầy ý nghĩa. Tại vì những cái chủ đề thế này nó rất là khó làm và làm cũng rất là cực luôn, và làm rất là chi tiết, tức là phải làm từ trang phục tới bối cảnh, rồi là phải nghiên cứu về lịch sử, về con người của thời đó, rồi đến tại cái vùng đất đó nữa, rồi anh em camera là phải xuống dưới sông lội sinh rồi vùng để quay. Cho nên là hy vọng quý vị sẽ thưởng thức được tất cả công sức của anh. Vâng, anh có thể chia sẻ cái vai diễn là Bobby là đấy không ạ? Nhẹ nhàng thôi. Bobby là một cái người mà nói những câu chuyện hài vui, và những cái lời nói hôn đùa của Bobby sẽ thành sự thật. Trong cái chuyện đó là như thế. Thì lần này Bác Bobby sẽ đóng một vai trò có một chút đặc biệt, thì quý vị vào làm quý vị sẽ biết Bác Bobby làm gì nhé. Rồi, cảm ơn chia sẻ của mọi người. Cảm ơn.
nha. Ôi anh chị ơi, cả nhà tôi chơi em này mô. Dạ thì khi mà gặp lại chị Hà thì chị Hà có nói là hồi nhỏ ở cái giờ ở số quý vị cảm thấy vui ha, cảm thấy đồng cảm, xin hãy cứ biểu cảm một cách rõ ràng để cho đoàn thành viên cũng như một sự ủng hộ đến đoàn thành viên để chúng tôi biết rằng là quý vị có thích, và cái đó là một cái chuyện một cái điều mà làm cho đoàn thành viên rất là hạnh phúc ạ. Vậy thì Mỹ Linh xin được thay mặt khán giả Hà Nội hỏi đoàn thành viên là Khánh Thành, một cái người đồng hành với mình cho mình thêm một cái sức mạnh về kinh tế để có mục tiêu này thực hiện được trong những ngày tháng khó khăn, và cũng là người giúp đỡ về chuyên môn của mình để cái điều hoàn thành nó tốt hơn. Vâng, vậy thì xin được mời em Trấn Thành bước lên phía trước cùng với cả đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được không ạ? Cảm ơn thủ đô Hà Nội ạ. Hôm nay mọi người khỏe không? Khỏe cho em nghe nằm có tay to được không ạ? À? I love you. Lần nào thì ra Hà Nội mình cũng rất là bồi hồi và hân hoan, bởi vì như nãy em có chia sẻ đó, khán giả Hà Nội đến rạp á, là chưa gì mình thấy cái nụ cười nằm trên môi rồi.
À, là coi như là khi mà đến với một cái sự kiện nào đó thì mọi người cũng rất là háo hức. Và chính vì cái thái độ niềm nở đó thì Trấn Thành đang chờ đợi và hy vọng là một lát nữa quý vị vào, quý vị cũng ngồi vào cái ghế mà đỡ ngấy một nụ cười ngay đầu phim để chúng ta lấy đúng cái tâm lý đó và xem cả một bộ phim. Và hy vọng rằng là với tất cả những cái đóng góp, những cái cực khổ của anh em tại hiện trường quay, rồi tất cả những sự chỉnh chu và đầu tư mà chúng tôi dành cho bộ phim, thì hy vọng đây sẽ là một bộ phim làm hài lòng toàn thể quý vị tại Hà Nội. Vâng, khán giả Hà Nội chắc chắn cũng sẽ rất quan tâm là điều gì đã khiến cho Trấn Thành đồng hành cùng với Nguyễn Quang Dũng, HK Pim và Galaxy Studio trong lần này với vai trò không phải chỉ là diễn viên hoặc là đạo diễn như anh từng mong muốn mà là nhà sản xuất ạ? Đơn giản là vì mình thích thôi. Mình sẽ luôn luôn thích những dự án mà mình tham gia, mình thấy được ý nghĩa trong nó. Đây là một cái dự án đầu tiên là do anh Trinh Hoang, đại diện của HK Film, một trong những cái nhà sản xuất phim cũng rất là nổi tiếng, cũng là người giúp Trấn Thành sản xuất Nhà Bà Nữ và Bố Già luôn. Đây là nhà sản xuất này đây, ông này là coi như là thâu tóm toàn bộ những cái phim xịn hiện nay. Và anh Nguyễn Quang Dũng nữa, thì hai anh có mời Trấn Thành tham gia cùng để làm ra cái dự án này, bởi vì cái budget dành cho bộ phim nó rất là lớn. Để làm ra một cái bộ phim, quý vị thấy là làm về thời xưa thì tất cả trang phục phải được may lại từ đầu, mà phải may cho đẹp, mà đẹp xong rồi là phải giả cho nó cũ chứ mình không được lấy đồ cũ. Đấy, rồi mình phải tìm những bối cảnh đúng, rồi phải nghiên cứu rất là nhiều thứ, cho nên là cái tiền chi phí để tạo ra một cái bộ phim như vậy rất là cao. Mọi người nói với Thành để vào trong cái dự án này, và Thành cảm thấy đây là một dự án thật sự rất là có ý nghĩa cho điện ảnh. Nếu như Trấn Thành không ủng hộ những dự án như thế này thì rất là khó có những nhà đầu tư người ta chọn những cái đề tài như thế này, đề tài về đất nước để làm. Tại vì bản thân nó là một cái đề tài rất là khó để ăn khách. Quý vị thấy rõ ràng là nếu mình làm phim thị trường thì mình dễ lấy vốn hơn. Mình làm phim thị trường thì khán giả dễ coi, xong rồi dễ cười, dễ mua vé. Còn làm đề tài về đất nước là phải làm cho thật là hay, phải làm cho thật là chỉnh chu, không có được để cho nó đi nhiều sai sót. Cho nên là để mà có một cái bộ phim như vậy á, đòi hỏi cái kinh phí và cái sự đầu tư rất là lớn. Thành cảm thấy là mình vinh dự thật sự khi mà hôm qua cách đây 2 ngày cũng ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh, mình thấy được cái tình cảm mà quý vị dành cho bộ phim, thật sự rất là vui và hạnh phúc khi mình là một phần trong nó. Bởi vì đây là một dự án ngay tại thời điểm này, quý vị thấy là sau dịch tất cả thói quen sinh hoạt đều đã thay đổi, mọi người rất là ít khi ra rạp phim. Nhiều khi người ta quen ở nhà thì xem các phim trên Netflix, trên các nền tảng OTT. Nhưng mà để lôi được khán giả trở lại rạp phim để được thưởng thức cái cảm giác tại chỗ, và mình nhìn một cái màn hình thật là to để mình cùng feel cái cảm giác với nhau, rất là khó. Cho nên là đặc biệt là với một cái bộ phim như thế này nữa, cho nên ngày hôm nay chúng tôi rất là vui và vinh dự một lần nữa được thực hiện một cái dự án thật chỉnh chu về đề tài, về những con người của miền Nam, về những con người yêu nước, về những con người chân chất của Nam Bộ, và hy vọng là khán giả của thủ đô cũng sẽ yêu thương những con người đó, và chúc cho bộ phim thành công tốt đẹp và rực rỡ tại cả những thành phố lớn ở Việt Nam ạ. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Hy vọng là mọi người sẽ yêu mến bộ phim. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Vâng ạ. Và thầy giáo Bảy thì đã có chuyện và gửi đôi lời đến quý vị khán giả Hà Nội được không? Xin chào quý vị khán giả, em là Mạnh Chi và ngày hôm nay rất là vui khi được đứng ở đây cùng với ekip của đoàn làm phim Đất Rừng Phương Nam. Thật ra thì cái việc mà em đứng gần thầy giáo Bảy là không có cái gì đâu, mà tại vì ở đây đoàn làm phim các anh ai cũng có nơi có chốn hết rồi, cho nên là mình cũng phải ý tứ, mình chỉ đứng gần cái người mà đang chưa có nơi chốn đấy. Mình nhờ anh nâng đỡ mình giùm. Em càng giải thích càng thấy có vấn đề đó. Có như là những chỗ có nơi chốn, em kiếm một cái người chưa có nơi chốn đem đứng mà nó nói là không có gì. Em hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ đoàn làm phim Đất Rừng Phương Nam mà tại ở Sài Gòn, thì khi mà mọi người coi xong thì có rất là nhiều cảm xúc, và em hy vọng là khán giả Hà Nội sẽ yêu thương tụi em, yêu thương những con người miền Nam đang làm một bộ phim hết cái tâm sức của mình, chỉnh chu hết mức có thể để gửi đến khán giả cả nước ạ. Xin cảm ơn Băng Di. Đây mời chị. Phương là sẽ trên 100 tỷ thôi à. Có đúng không ạ, quý vị khán giả ơi?
vừa nãy em thấy là anh Trấn Thành còn nói anh Tiến Luật là hát đi, hát tiếp đi đúng không ạ? Dạ không ạ, tại vì Thành biết là Luật không biết hát cho nên mới xúi hát ạ. Trong phim cái đoạn ấn tượng nhất là anh Luật anh không có khai, cho nên là anh có làm một cái hành động rất là ý nghĩa, cho nên đề nghị anh diễn lại một đoạn ở trong phim nè. Vâng ạ, có được không ạ? Thôi à, để mọi người vào trong làm để xem, chứ bây giờ Luật diễn xong là hồi tới cảnh đó mọi người sẽ không còn bất ngờ nữa. Thôi mình tha cho anh Luật ha. Dạ, cảm ơn mọi người đã tha cho em. Mà không, đấy là do em, không phải do mọi người. Cảm ơn mọi em đã tha cho anh. Mọi người chắc chắn là sẽ muốn anh diễn rồi đó. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp theo. Tự nhiên bây giờ, đầu tiên xin cho phép đúng trời xin chào tất cả khán giả của thủ đô Hà Nội ạ. Tự nhiên em cảm thấy rất là rung, tại vì mình là người phát biểu gần như là cuối cùng. Tự nhiên là mấy anh, mấy chị phát biểu chưa cuối cùng, em thấy còn ba bé, còn cô chú còn nhiều lắm. Ok, dạ, em xin lỗi. Túng cảm thấy rất là hồi hộp bởi vì Túng phát biểu gần như là kế cuối. Dạ, mấy anh, mấy chị phát biểu quá hay. Thì em chỉ phát biểu một cái là bây giờ phim mới đang ra rồi đó mọi người. Có xuất sneak show vào ngày 13, 14 và 15. Mọi người nhớ kêu gọi gia đình tới ủng hộ và dành tình cảm xíu cho Như Một Lúc Lâm nha. Dạ, em cảm ơn. Xin cảm ơn Tuấn Trần. Tuấn Trần cũng... Tất cả các cô chú đang có mặt ở đây. Con là Bùi Lý Bảo Ngọc. Con đóng vai bé Sinh trong phim Đất Rừng Phương Nam. Con đã bao giờ ra Hà Nội chưa? Dạ, con có ra nhiều lần rồi. Và lần này ra thì cảm xúc có đặc biệt hơn, có khác gì những lần trước không? Dạ, lần này ra thì con cảm thấy mình có một cái cảm giác rất là lạ, mà vừa vui nè, mà cảm xúc nó vừa hồi hộp khi mà được đứng ở đây và được giao lưu với tất cả các cô chú ở Hà Nội. Yeah. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho tiếng nói miền Nam rất thân thương của em bé Bảo Ngọc ạ. Tiếp theo là Hạo Khang. Bé An được mọi người rất chờ đợi. Con có cảm thấy hồi hộp không? Dạ, con lần đầu tiên xin chào mọi người. Con là Hạo Khang. Con là bé An trong Đất Rừng Phương Nam phim 7 điện ảnh nè. Hình như con trắng hơn nhiều so với trong phim đúng không? Dạ, cái này chắc là mất cấp hơn. Dạ, giờ con rung quá mọi người, con biết chuyện có tay to to lên cho nó. Biết gì chẳng có tay luôn. Dạ, cảm xúc của con hiện tại thì là cái này là lần thứ hai con được ra Hà Nội. Dạ, con thấy mọi người ở đây vẫn như là năm nào cũng như năm nào, vẫn thân thiện với lại mọi người du lịch từ miền khác đến. Và con hiện tại con đang rất là hồi hộp và có một chúc hoài niệm về những ngày mà quay phim cùng là phim Đất Rừng Phương Nam. Hoài niệm luôn, con đã được học những gì hay có kỷ niệm gì thú vị chia sẻ mọi người không? Dạ, con được học những cái trải nghiệm, con được trải nghiệm trong bộ phim Đất Rừng Phương Nam này, ví dụ như là cửa trâu, bắt cá rồi mọi sự là con được trải nghiệm hết luôn. Và một chút hồi hộp của con thì... Chú Quang Dũng nói là con nên chỉ là cái cách trả lời phỏng vấn cho anh Tuấn Trần đi. Chứ giờ con lợi hại quá rồi, con trả lời đầy kỹ năng rồi, chết rồi. Đó, con thấy con làm mà người ta dai chánh và ta nước nứt trong đó luôn, con thấy. Con lợi dễ sợ. Vâng, tại vì mặc áo đỏ phải nói nhiều hơn đúng không? Nói sắp dài bằng chú Trấn Thành vừa nãy luôn. Đó, thiệt đó chứ. Nói mà không biết, tôi tưởng là nãy giờ chú cháu mình có bài phát biểu sẵn á. Bởi vì Đất Rừng Phương Nam là một chuyến phiêu lưu của An trên hành trình đi tìm cha, cho nên sẽ có rất nhiều những trải nghiệm đặc trưng Nam Bộ. Đấy cũng là lý do vì sao mà các diễn viên nhí của chúng ta được học hỏi rất nhiều. Thế còn kế bên, con có thuận lợi hơn với các bạn khác ở trong đoàn làm phim trong việc vào vai, nhập vai cũng như là diễn xuất không? Dạ, thì lời đầu tiên con xin chào tất cả quý khán giả ở đây ạ. Dạ, con là Đỗ Nguyên Phong, con trong vai bé cò của phim Đất Rừng Phương Nam. Xin chào con, chúng ta dành một tràng vỗ tay cho bé cò đúng không ạ? Con kể mọi người cái cách con học bắt rắn sao đi. Dạ, cách bắt rắn thì nhớ lúc đầu là con tự tập ở nhà, là có một người bạn của em, có mẹ con là dạy cho con bắt một con rắn khoảng cỡ 2 lạng à. Con rắn nó nhỏ cỡ ngón tay à. Bắt 2 lạng bắt gì con? Dạ thì lúc đầu con cũng sợ rắn lắm, nhưng mà biết sao vô phim á, lúc mà mở cái hộp ra là con rắn nó bự lắm. Mấy ký? Dạ 2-3 ký gì đó. 2 ký. Tập 2 lạng bắt rắn 2 ký. Dạ. Xong con sợ quá trời, con luôn, con không dám. Mấy cái đầu là con bị chụp phục quá trời luôn. Nhưng mà hên là có bác Dũng mọi người an ủi con, cho nên là con cố gắng quay được. Chưa đi vào phim quý vị xem nha. Kỹ năng bắt rắn bây giờ là ưu việt còn hơn là diễn viên xí quốc tế nữa. Vâng.
và chúng ta cùng dành một chút bạn tôi là cảm ơn và cảm ơn thế thôi ạ. Rất tuyệt vời. Vì chuyện của ba giỏi cũng đã được tái bản nhiều lần và phim thì cũng đã được hai lần, cho nên vợ tôi bảo rất cảm ơn đoàn làm phim, rất cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn khán giả Hà Nội nói riêng, cảm ơn khán giả Việt Nam nói chung. Vâng, xin cảm ơn cô chú và chúng cháu cũng. Một lần nữa xin được mời lên sân khấu chị Phùng Hà, quản lý truyền thông của nhà xuất bản Kim Đồng. Và chúng ta nhìn thấy hiện diện ở trên sân khấu. Khoan, cho tôi xin hai bà vợ vô đi. Xin mời lên sân khấu hai đứa luôn. Ở nhà là lo hậu thuẫn cho mấy ông này thì mới quá được đó. Vô đi cưng. Cái Hương ơi, đấy, đi vào đây. Đây là những nhà tài trợ vừa về vật chất vừa về tinh thần cho bộ phim. Chính xác luôn đấy. Chính xác luôn ạ. Và rất tuyệt vời khi ở trên sân khấu đang hiện diện của những bông lúa, là tình cảm, là biểu trưng rất đẹp của cả hai miền Nam Bắc. Chúng ta dành một tràng vỗ tay một lần nữa dành cho đoàn làm phim Đất Rừng Phương Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Rồi. 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 Rồ
Thầy cầm thỏ cầm tiếng, cầm thôi.